Chào các bạn, như vậy là chúng ta đã bước sang đến bài thứ 2 của tuần thứ 8 trong nội dung học Canteen N1 Somatome. Và ngay sau đây thì mình sẽ đi vào cái nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Các bạn hãy cố gắng cùng mình nhé. Rồi, đây là chữ đầu tiên. Thì chúng ta sẽ đi vào chữ đầu tiên này thì... Đây là chữ là... Hogo đây là chữ bảo hộ rồi, đúng không? Đây là chữ Hogo là bảo hộ đây. Bảo hộ đây có nghĩa là bảo vệ đây. Bảo vệ. Ở đây thì chúng ta sẽ có là Shizen Hogo đây. Là Shizen Hogo đây nó là bảo vệ tự nhiên ấy. Shizen Hogo bảo vệ tự nhiên. Còn cái này là Kankyo Hogo. Kankyo Hogo đây nó là bảo vệ về môi trường. Kankyo là môi trường. Kankyo Hogo là bảo vệ môi trường. Hogo Boeki. Hogo Boeki này thì cái từ Boeki này nó là trao đổi buôn bán, giao dịch với ngoại thương với nước ngoài đấy. Trao đổi buôn bán, giao dịch ngoại thương đấy. Thì cái Hogo Boeki này ấy, thì nó là các cái là chính sách, hoặc là các cái chính sách mà bảo vệ cái việc giao thương với nước ngoài. Chính sách bảo vệ giao thương với nước ngoài. Còn cái này thì nó là Kaigo. Kaigo đây thì Kaigo này thì có người thì dịch đó là hộ lý, nhưng mà thực ra thì nó không phải hộ lý nhé, mà Kaigo đây thì nó chính là chăm sóc ấy, chính là chăm sóc. Kaigo nó chăm sóc. Còn Kaigo Fukushishi tức là cái người mà làm trong cái lĩnh vực chăm sóc này nhưng mà đã thi đậu được cái bằng quốc gia trong cái chuyên ngành về chăm sóc này. Như vậy Kaigo Fukushishi tức là tôi gọi là nhân viên chăm sóc phúc lợi xã hội đấy, nhân viên chăm sóc phúc lợi xã hội. Còn cái này là Kaigo Hoken này thì nó là bảo hiểm chăm sóc. Kaigo Hoken này nó là bảo hiểm chăm sóc. Còn cái Bengo này thì là biện hộ là bào chữa. Nó là bảo biện hộ bào chữa. Bengoshi này thì nó là luật sư. Bengoshi nó là luật sư. Cái này còn cái này từ sách đây, cái này từ sách. Thì tai sắc cự đây nó chính là đối sách. Ở đây thì nó sẽ có là Chikyu ông đang tai sắc cự. Cái Chikyu ông đang cài nè, Chikyu ông đang cài này nó chính là cái quá trình nóng lên của trái đất đấy. Quá trình nóng lên của trái đất thì nó gọi là Chikyu ông đang cài. Chikyu ông đang cài tai sắc cự tức là cái đối sách để đối phó với quá trình mà nóng lên của trái đất đấy. Còn cái này là chính là Shoshika tai sắc cự. Shoshika tai sắc cự đây thì nó là cái Shoshika đây này, tức là cái sự giảm thiểu cái tỷ lệ sinh ấy. Đấy, cái sự giảm thiểu cái tỷ lệ sinh. Đấy. Thì cái này đây nó là Shoshika tai sắc cự ấy, nó là cái chính sách mà để đối phó với cái việc mà giảm cái tỷ lệ sinh này. Tức là cái tỷ lệ sinh con mà nó ít đi ấy. Tỷ lệ sinh con nó dần dần nó trở nên ít đi thì người ta đang tìm đối sách để người ta đối phó với tình trạng đó. Thì người ta gọi là Shoshika tai sắc cự. Còn cái Kasoka tai sắc cự này, Kasoka tai sắc cự này thì nó là cái Kasoka ấy, nó là quá trình sơ hóa về dân số, giảm thiểu về dân số, sơ hóa về dân số. Ví dụ như là ở trên cái địa phương đó thì vốn dĩ trước kia thì cái dân số nó là tầm cỡ khoảng là 1.000, nhưng mà vì một cái lý do nào đó mà tự dưng cái dân số thì dần dần giảm xuống đi. Giảm xuống thì ví dụ như còn tầm 500, 300 hoặc là 200 thì chẳng hạn. Thế thì cái quá trình mà nó giảm thiểu dân số như vậy ấy, thì cái dân số nó giảm xuống như vậy ấy, thì nó là gọi là Kasoka. Vậy thì để đối cái quá trình giảm thiểu dân số như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái đời sống sinh hoạt của cái khu vực đó. Đấy, đời sống sinh hoạt của khu vực đó. Thế thì người ta phải tìm ra cái đối sách để đối phó với tình trạng đó thì người ta gọi đó là Kasoka tai sắc cự. Cái này nó có trong cái chuyên ngành trong cái Kaigo đấy.
tay hồ. Còn cái là xê sắc cự. Xê sắc cự này thì nó là chính sát. Xê sắc cự nó là chính sát. Còn cái gai cô xê sắc cự. Gai cô xê sắc cự này ấy, thì nó là cái chính sách về ngoại giao đây. Gai cô là ngoại giao này. Gai cô xê sắc cự chính sách về ngoại giao. Còn kê dai xê sắc cự thì nó là chính sách về kinh tế. Kinh kyu xê sắc cự thì nó là chính sách về tiền tệ. Chính sách về tiền tệ. Kinh yu nó là tiền tệ. Chính sách về tiền tệ. Rồi, còn đây nó là CN thì chữ này là chữ viện đây. CN đây thì nó là viện trợ. Viện trợ, hỗ trợ. CN là viện trợ, hỗ trợ. Thế thì cái Jingdo CN này thì nó chính là cái viện trợ nhân đạo, hỗ trợ nhân đạo, viện trợ nhân đạo. Còn cái CN bật C này ấy, thì nó đây là cái CN bật C đây thì nó là cái hỗ trợ vật tư ấy, tức là cái hỗ trợ về vật tư, tức là cái hàng hóa mà hỗ trợ về vật tư là cái hàng cứu trợ ấy. Cái này là CN bật C nên nó là hỗ trợ về vật tư, tức là cái hàng hóa cứu trợ ấy. Đây mình xem đây. Là hàng hóa cứu trợ. Hàng hóa cứu trợ. Còn cái QN này thì nó là cứu viện. Cứu viện. Cứu viện. QN Katsudo tức là cái hoạt động cứu viện. Hoạt động cứu viện. Còn cái bát sai thì chữ này, từ này ấy nó chính là từ này từ tài đây. Đúng không? Từ này từ phạt. Từ này nó từ phạt. Thì cái này đây là phạt thái này, phạt thái bát sai. Bát sai đây tức là phá rừng, là chặt phá rừng. Phá rừng, bắt sai để chặt phá rừng. Sinh linh bắt sai và chặt phá rừng. Sinh linh bắt sai để chặt phá rừng. Còn cái từ này là Chokuryo. Chokuryo đây, từ này là từ lương thực nhé. Chokuryo nó là lương thực. Từ này từ lương. Những nghĩa Hán của nó luôn là lương thực. Chokuryo Kiki. Chokuryo Kiki đây thì nó là khủng hoảng về lương thực ấy. Chokuryo Kiki, khủng hoảng về lương thực. Chokuryo Kiki, khủng hoảng về lương thực. Rồi, chúng ta sẽ ôn lại cái phần này một chút nữa. Cái này từ Hogo là bảo hộ, bảo vệ. Shizen Hogo đây nó là bảo vệ tự nhiên. Kankyo Hogo đây thì nó là bảo vệ môi trường. Còn cái lại Hogo Boeki này thì nó là cái chính sách bảo vệ về cái giao thương với nước ngoài, buôn bán nước ngoài. Còn cái này là từ Kaigo đây là chăm sóc đây. Kaigo đây nó là chăm sóc. Còn cái Kaigo Fukushishi đây tức là người mà đã đỗ được cái kỳ thi quốc gia về cái chuyên ngành chăm sóc này, nó gọi là Kaigo Fukushishi, là cái nhân viên chăm sóc phúc lợi đấy, nhân viên chăm sóc phúc lợi. Còn cái là Kaigo Hoken này ấy thì nó là cái bảo hiểm về chăm sóc. Còn cái Bengo này thì là biện hộ bảo chữa. Bengo si nó là luật sư. Còn tai sắc cự này thì nó là đối sách. Chikyu Ondanka tai sắc cự. Chikyu Ondanka tai sắc cự đây thì nó là cái đối sách để chống lại cái sự nóng lên của trái đất đấy. Cái đối sách để chống lại cái sự nóng lên của trái đất. Còn cái Shoshika tai sắc cự đây thì nó là cái chính sách để chống lại cái sự giảm thiểu cái tỷ lệ sinh. Còn cái là Kasoka tai sắc cự này thì nó là cái chính sách để chống cái sơ hóa dân số, giảm thiểu về dân số. Còn cái xê sắc cự này thì nó là chính sách. Đây là chính sách. Còn cái gai cô xê sắc cự này thì nó là chính sách về ngoại giao.
Còn cái Keizai xây sắc cự này thì là chính sách về kinh tế. Còn Kinjiu tai sắc cự đây thì nó là cái chính sách về tiền tệ. Cái này là chính sách, còn cái này là đối sách nhé. Đối sách có nghĩa là gì? Đối sách có nghĩa là đối cái sách lược để đối phó. Còn cái chính sách nó là cái phương châm, phương hướng để áp dụng trong cái lĩnh vực đó. Các mình hiểu thì nó là như vậy. Ví dụ như cái là gai cô xây sắc cự nó là cái phương châm, phương hướng trong ngoại giao là gì? Kê dai xây sắc cự nó là cái phương châm, phương hướng trong cái kinh tế nó là gì? Nhưng còn ví dụ như là cái là chi kiêu ôn đan cả tai sắc cự đây thì là cái đối cái sách lược để đối phó với cái việc vấn đề đó là gì? Đó là cái sự khác nhau. Còn cái CN đây thì nó là viện trợ hỗ trợ. CN nó là viện trợ hỗ trợ. Jingdo CN đây thì nó là cái viện trợ nhân đạo. Còn CN bực C đây thì nó là cái viện trợ về vật tư, tức là hàng cứu trợ đấy. Còn QN này thì nó là cứu viện. Còn QN Katsudo nó là hoạt động cứu viện. Bassai đây từ này từ phạt. Bassai là phạt thái này. Phạt thái nó là chặt phá rừng. Sinh linh Bassai nó là chặt phá rừng. Còn Chokuryo này thì nó là lương thực, từ này là từ lương. Còn Chokuryo Kiki đây nó chính là cái khủng hoảng về lương thực. Rồi. Cái là kinh này thì nó là cái nạn đói. Kinh chữ này là chữ cơ này, chữ này là chữ cơ, còn chữ này là chữ kinh, là chữ cân ấy. Nó nằm ở trong từ này kinh. Kinh nó là chữ này này, đây có nghĩa là cơ cân ấy. Kinh nó là chữ này thì ở đây ấy nó là nạn đói. Kinh nó là nạn đói. Còn Kiga đây ấy thì nó là chết đói. Còn cái này là Yogo này thì nó cũng là bảo vệ. Yogo này thì nó là bảo vệ. Từ này từ này là từ ủng đây. Ừ, đúng rồi, từ này từ ủng. Từ này từ ủng này. Yogo nó là nếu dịch nghĩa Hán nó là ủng hộ, nhưng mà thực ra nó là bảo vệ. Cái này là Jinken Yogo nó là bảo vệ nhân quyền. Bảo vệ nhân quyền. Jinken Yogo bảo vệ nhân quyền. Còn bên này là Kozui đây là nó là lũ lụt. Kozui nó là lũ lụt. Và cái này là Kozui Keho này thì nó là cái cảnh báo về lũ lụt đấy. Cảnh báo về lũ lụt. Tsunami này ấy thì nó là sóng thần. Là thì quá là quen thuộc rồi. Sóng thần. Tsunami Keho nó là cái cảnh báo về sóng thần. Tsunami Keho cảnh báo về sóng thần. Và về sóng thần. Tsunami Keho nó là cảnh báo về sóng thần. Còn cái sinh sươi này thì nó là cái là ngập nước này. Sinh sươi này thì nó là ngập nước. Còn cái từ Yukashita sinh sươi này với lại cái Yuka ue sinh sươi này tức là cái mực nước ấy. Nó nằm ở trên sàn hoặc là nằm dưới sàn đấy. Từ đây thì mình thử vào đây mình thử tra cái từ. Mình không tra được. Mình tra cái này mà có lẽ là không tra được. Yuka Sita sinh sư thì nó là cái mực nước ở dưới sàn. Còn cái mà Yuka Ue sinh sư thì nó là cái mực nước ở trên sàn. Còn cái này là Saigai này ấy thì nó là cái mà thiên tai thảm họa.
thiên tai thảm họa. Đô xạ sai gai này thì nó là cái thảm họa là sạt lở đất đây. Thảm họa sạt lở đất. Sạt lở, lở và lở kia. Thảm họa sạt lở đất. Còn cái này là Higashi là cái vùng mà bị cái thảm họa ấy. Vùng bị thảm họa. Còn cái Kasai này là tức là Kasai này là cái thảm họa cháy đấy. Hỏa hoạn đấy. Được gọi là hỏa hoạn. Hỏa hoạn. Rồi, mình ôn lại cái này một chút này. Đây nó là từ Kikin, đây nó chính là cơ cân đây, tức là nạn đói. Còn cái là Kiga này thì nó là chết đói đây, là cơ ngạ đấy, là chết đói đấy. Còn cái này là Yogo đây thì nó là bảo vệ, Jinken Yogo đây thì nó là cái bảo vệ nhân quyền. Còn Kozui thì nó là lũ lụt, Kozui Keho nó là cảnh báo về lũ lụt. Tsunami nó là sóng thần, Tsunami Keho nó là cảnh báo về sóng thần. Còn Shinsui tức là ngập nước, ngâm nước. Còn cái là Yuka Shinsui này thì cái nước nó chết ở dưới mặt sàn. Còn cái Yuka Ue Shinsui này thì là cái nước ở dưới, tức là cái mực nước nó ở dưới, ở cái mực nước nó trên sàn này. Còn cái mà Saigai này thì là thiên tai thảm họa. Còn Dosha Saigai này là thảm họa sạt lở đất. Còn cái nữa là Hisachi này là dụt vùng bị thảm họa. Hisachi nó là vùng bị thảm họa. Còn cái là Kasai này thì nó là hỏa hoạn. Rồi. Còn đây đó là Seikyu nó là yêu cầu. Seikyu nó là yêu cầu đòi hỏi. Yêu cầu đòi hỏi. Thì ở đây nó là có cái là Seikyu-sho này ấy. Không, cái này có lẽ đây mình chỉ để cái từ yêu cầu thôi. Còn Seikyu-sho ấy, Seikyu-sho đây thì nó là cái là phiếu thanh toán hóa đơn đấy. Phiếu thanh toán hóa đơn. Thì cái phiếu mà yêu cầu thanh toán thì nó gọi là hóa đơn. Còn cái là Yose này ấy thì nó là nó là kêu gọi. Nó là gì mình nhỉ? Từ này nó là kêu gọi, đòi hỏi và kiến nghị. Kêu gọi, đòi hỏi, kiến nghị. Kêu gọi, đòi hỏi và kiến nghị. Kiến nghị. Kêu gọi, đòi hỏi và kiến nghị. Thế thì cái Yose này thì đây nó có cái là Kyujo Yose. Kyujo Yose này ấy thì nó gọi là kêu gọi về cứu trợ đấy. Kêu gọi về cứu trợ. Yêu cầu, kêu gọi, kiến nghị. Yêu cầu về cứu trợ. Kêu gọi về cứu trợ. Còn cái Hinan Yose này thì nó là kêu gọi lánh nạn hoặc là kiến nghị yêu cầu đây. Cái này cũng có dịch nó là yêu cầu được. Thì cái này nó là kêu gọi về lánh nạn đây. Gọi lánh nạn, yêu cầu lánh nạn cũng được, kêu gọi lánh nạn, yêu cầu lánh nạn cũng được. Kyujo thì nó là kêu gọi là cứu trợ hoặc là yêu cầu cứu trợ cũng được.
phân xô này là phân tranh chấp. Thì cốc cửa sai phân xô này nó là tranh chấp về quốc tế. Tranh chấp các vấn đề về quốc tế như là biển đảo, biên giới, các vấn đề liên quan đến quốc tế. Phân cứu thì từ này là từ phân cứu đấy. Thì cái từ này đấy là phân cứu này thì nó là lộn xộn. Rồi hỗn loạn. Gilon ga phân kiêu sư tử đây thì nó chính là cái cuộc tranh luận này, cái cuộc bàn bạc đấy. Đàm tranh luận này nó bị lộn xộn hết đấy. Cuộc tranh luận nó bị hỗn loạn, rối loạn. Tranh luận bị hỗn loạn. Còn cái này là siêu kyo thì cái này là tôn giáo. Siêu kyo jo no ryu có nghĩa là cái lý do dựa trên tôn giáo. Rồi, mình ôn lại cái này một chút này. CQ này thì nó là cái yêu cầu, ví dụ như là CQ show là cái yêu cầu thanh toán đây, là phiếu thanh toán hóa đơn. Còn cái này là YOQ này thì cái này là yếu thỉnh này, cái này thực thỉnh này. YOQ này thì nó là cái kêu gọi này, đòi hỏi này, kiến nghị này, yêu cầu này, kêu gọi, đòi hỏi, kiến nghị, yêu cầu. Còn cái này là Kyu Yo Yose này thì nó là cái là yêu cầu về cứu trợ này, kêu gọi về cứu trợ này. Còn cái là Hinan Yose này ấy, thì nó là kêu gọi về lánh nạn này, yêu cầu lánh nạn này. Phân xô này thì nó là phân tranh, nghĩa là phân tranh, tranh chấp đấy. Còn cốc của sai phân xô nó là tranh chấp về quốc tế. Còn phân kiêu thì từ phân này, từ cũ này, từ kiêu này. Phân kiêu ở đây thì nó là lộn xộn, hỗn loạn. Chi lôn gá phân kiêu sư tử cũng có nghĩa là cuộc tranh luận này thì nó đã trở nên hỗn loạn, lộn xộn. Còn cái này là siêu kiêu thì nó là tôn giáo. Siêu kiêu jo no ryu có nghĩa là cái lý do dựa trên tôn giáo đấy. Rồi bây giờ đến là chữ tiếp theo nào, sắp hết rồi. Lenpo đây nó là liên bang. Còn Lenpo Sê Phự này nó chính là cái chính phủ liên bang là gì thì mình có này. Còn cái là Hô Dinh này thì nó là bang nhân đấy. Hô Dinh là bang nhân, là người bản địa. Hô Dinh bang nhân là người bản địa. Tức là nếu nói là người Nhật, người ta nói Hô Dinh cũng nghĩa là họ nói về người Nhật. Còn cái là Zai Gai Hô Dinh tức là cái này thì chúng ta nghĩa là tại ngoại bang nhân cũng nghĩa là người trong nước đang ở nước ngoài. Người có quốc tịch ở trong nước nhưng đang ở nước ngoài thì đúng hơn. Người trong nước, ở nước ngoài. Ví dụ như nếu như nói là về bản thân mình thì mình là người Việt Nam, quốc tịch Việt Nam, nhưng mà hiện tại thì đang ở Nhật. Như vậy thì cũng có thể nói mình là Zai Gai Hô Dinh được. Đấy, Zai Gai Hô Dinh.
Còn cái Hogakku này thì nó là cái nhạc của Nhật đấy. Nhạc của Nhật, nhạc Kabuki rồi nhạc mấy cái này mình cũng không có am hiểu về nhạc lắm. Còn cái này là chữ hạch này, cái này là chữ hạch, thì cái này là Kakuheki, nó là vũ khí hạt nhân, hạch binh khí mà là vũ khí hạt nhân. Binh khí nó là vũ khí hạt nhân. Còn cái này là Kakuheki hay Zetsu có nghĩa là hủy bỏ vũ khí hạt nhân. Hủy bỏ vũ khí hạt nhân. Còn nên là Kakuzikken đây nó là thực nghiệm về thực nghiệm thí nghiệm ấy, thực nghiệm về vũ khí ấy, thực nghiệm về hạt nhân ấy. Thực nghiệm về hạt nhân về vũ khí hạt nhân ấy. Còn cái các cự dịch kênh kinh si yo giác cự, tức là cái này là cái khế ước, cái này là cái khế ước, cái hiệp ước về cấm cái thực hiện cái thực nghiệm về hạt nhân này. Ví dụ như là Triều Tiên chẳng hạn, Triều Tiên thì đang có rất nhiều những cuộc thử nghiệm về hạt nhân đấy, thì cái trong cái khế ước, cái hiệp ước là cấm cái thử nghiệm cái hạt nhân đấy, thì nó gọi là Kakuzikken kinh si yo giác cự, hiệp ước khế ước về cấm xử lý và cấm thử nghiệm thực nghiệm hạt nhân. Còn chi cả các cự dịch kênh đây thì nó là cái việc mà thử hạt nhân ở dưới lòng đất này, thử hạt nhân ở dưới lòng đất. Mỹ thì rất hay thử cái này này, hạt nhân dưới lòng đất, thử hạt nhân dưới lòng đất là cái chi cả các cự dịch kênh. Cái này là Seisai đây, từ này là từ tài, Seisai từ này là tài. Cái xe sai đây thì nó là chế tài, xe sai nó là chế tài. Gunji xe sai đây ấy thì nó là chế tài quân sự. Còn kê dai xe sai thì nó là chế tài về kinh tế, chế tài về kinh tế. Chế tài thì nó thực ra nó là cái chế độ và cái chế độ và cái hình phạt thôi, cái chế độ áp dụng cái hình phạt đối với cái vấn đề đó thôi. Cái sai sai bang sai bang này thì nó là gọi là tài phán, tức là xét xử đó, cái này học rồi, xét xử này rồi, cái này nó là xét xử xử án, lên án, xét xử xử án, xét xử xử án lên án. Ví dụ như là cái Minji sai bang này thì nó là cái loại xét xử cái vụ án dân sự ấy, xét xử cái vụ án dân sự. Còn Keiji sai bang này thì là xét xử cái vụ án hình sự, xét xử cái vụ án hình sự. Còn cái Sochi này ấy thì nó là Sochi này thì nó là cái gì nhỉ? Kyūsai Sochi là cái biện pháp ấy. Sochi này nó là biện pháp. Rất nhầm cái từ là Sochi này với cái từ, hay nhầm nghĩa của nó với cái từ là bố trí, là cái từ gì nhỉ? Sochi à? Sochi với từ Sochi là mình hay bị nhầm. Cái từ Sochi này nó là biện pháp. Ví dụ như là Kyūsai Sochi là biện pháp về cứu tế nè, biện pháp về y tế nè. Còn cái là Kinkyū Sochi tức là cái biện pháp khẩn cấp. Còn cái là Enmei Sochi này ấy thì nó là cái biện pháp mà để kéo dài cái sự sống. Còn cái Hoteki Sochi này ấy thì là cái biện pháp nó hợp tính pháp luật, biện pháp nó hợp pháp. Rồi mình ôn lại một chút cái phần này. Từ này từ bang, cái gì lenpo này nó là liên bang. Còn lên lên pô xe phự này nó là
chính phủ liên bang. Còn Hô Dinh ấy thì là người bản địa, người bản xứ, người bản địa. Ví dụ như người Nhật thì họ gọi người Nhật, người bản địa. Còn cái là Zaigai Hô Dinh này thì nó là tại ngoại bang nhân đấy, có nghĩa là cái người ở trong nước nhưng mà đang ở nước ngoài. Còn cái lại Hô Gắc Cự này thì nó là cái nhạc của Nhật, là nhạc của Nhật. Còn cái này là từ hạch này, thì cái này nó có là các cự heki này nó là vũ khí hạt nhân. Các cự heki hay giết dự này ấy thì nó là hủy bỏ cái vũ khí hạt nhân, bài trừ, hủy bỏ vũ khí hạt nhân. Còn cái là các cự dịch kên này nó là thí nghiệm thực nghiệm về hạt nhân. Các cự dịch kên kinh si yoyaku này thì nó là cái hiệp ước, cái khế ước về nghiêm cấm thử nghiệm và thực nghiệm cái vũ khí hạt nhân đấy, hạt nhân. Còn chi cà các cự dịch kên này thì nó là thử cái hạt nhân dưới lòng đất đấy. Còn cái xê sai này thì nó là chế tài, là cái chế độ để áp dụng để trừng phạt lên một cái vấn đề gì đó. Ví dụ như gân di về xê sai này thì nó là cái chế tài về quân sự. Còn kê giai xê sai này thì nó là cái chế tài về kinh tế. Còn cái sai bang này là xét xử, xử án, lên án. Min di sai bang này thì nó là cái là xử án, lên án dân sự. Kê di sai bang này ấy, thì nó là cái xét xử lên cái vụ án về hình sự. Còn sochi này thì từ này là từ chữ Hán, có nó là từ này từ gì nhỉ, mình quên mất, từ này là từ thố chí đây, từ này từ thố đây, thố. Sochi này nó là biện pháp thì cái là kyusai sochi này vậy thì nó là cái biện pháp về cứu tế. Còn kinkyu sochi thì nó là cái biện pháp khẩn cấp. Enme sochi thì nó là cái biện pháp để kéo dài sự sống. Hoteki sochi thì nó là cái biện pháp hợp với cái pháp luật đấy. Rồi. Đọc xong một nấy cái chỗ này mình cảm thấy nó méo hết cả miệng này. Đọc không thấy mệt. Rồi, đây mình sẽ xem cái phần bài tập. Đây thì nó có là các cử chi đấy, o ame ni yoru. Kozui keho ga dasareru. Đúng không? Cái này nó là keho. Như vậy thì mình sẽ có đây là các cử chi đấy, o ame ni yoru. Kyosui keho ga dasareru đây. Cái này thì tsunami, cái từ này là từ đáp án A là tsunami này, thì cái này không phải này. Ở đây mình có thể dịch đấy là cái cảnh báo về lũ lụt đấy. Kyosui nhé. Thì nãy mình đọc nhầm thành kyosui là kyosui. Thế thì cái cảnh báo về lũ lụt đấy, từ cái trận mưa lớn ở các cái vùng mà có cái trận mưa lớn đấy. Cảnh báo về lũ lụt đã được phát ra từ những cái vùng mà có các trận mưa lớn. Đấy, các cử chi de o ame ni yoru kyozui keihou ga dasareru. Rồi sang câu 2 nào. Các cử dịch kên o tsuzukeru kuni ni taishi keizai. Cái này keizai thì đương nhiên nó là cái này là xê sai rồi, mình vừa mới học xong. Keizai xê sai rồi. Sochi o toru. Còn cái tên là từ QN là cứu viện đấy, cứu viện thì cái này không đúng. Thì cái này thì mình có thể dịch nó là mình có thể đối với những cái nước ấy mà đang tiếp tục thử cái hạt nhân ấy, đang làm thí nghiệm được hạt nhân ấy, thì sẽ bị áp đặt các cái biện pháp về chế tài và kinh tế. Biện pháp chế tài và kinh tế, trừng phạt và kinh tế đấy. Thế thì cái này nó là các cử dịch kên otsuzukeru kuni ni taishi keizai seisai sochi o toru. Keizai seisai sochi o toru. Rồi sang câu 3 nào.
Sân cầu 3 nó là sinh linh, cái sinh linh này thì nó là sinh linh sai bài, cái sinh linh sai. Cái này là tự phạt mà. Ừ. Sinh linh sai bài, ừ. Nó là sinh linh sai bài no genjo nitsuite kankyo sho ga hokoku o shita. Còn cái này thì nó là từ, từ này thì sai gai nè. Cái sai gai này thì không phải sai gai, nó là thiên tai và thảm họa. Còn cái này là sai bài này, nó là chặt phá rừng. Cái từ sai bài này nó có chặt phá rừng. Đúng không? Trong sai bài này. Đâu nhỉ? Cái từ đấy đâu cơ? Đúng rồi, mình bị sai rồi. Cái từ này không phải đọc là sai bài. Từ này là bắt sai nhá. Bởi cái từ này là phạt mà. Đây, cái này mình đọc bị nhầm. Cái này từ này đọc là bắt sai. Nó bắt sai. Đây. Mình đọc nó bị nhầm. Bắt sai. Rồi, cái này là sinh linh bạch sai no genjo nitsuite kankyo sho ni hokoku o shita. Đấy, thì cái này thì mình sẽ dịch nó ấy là cái Sở Tài nguyên và Môi trường ấy, Sở Tài nguyên và Môi trường thì đã báo cáo về cái tình trạng chặt phá rừng. Đấy, sinh linh bạch sai. Sinh linh bạch sai no yokyo nitsuite kankyo sho ga hokoku o shita. Bộ Tài nguyên và Môi trường thì đã báo cáo về tình trạng chặt phá rừng. Đấy. Rồi, sang câu tiếp theo nào. Sang câu tiếp theo đây nó là Sekai Tekina. Sekai Tekina Kiki đây thì nó chính là cái là shokuryo rồi. Là shokuryo. Sekai Tekina shokuryo Kiki kokumutsu kokumotsu no fusoku nado ga shimpai sarete iru. Vậy câu này thì mình sẽ dịch nó ấy là gì? Cái khủng hoảng về lương thực ấy. Cái shokuryo này nó là lương thực, còn cái này là kinga. Ừ. Thì nó là chết đói. Kinga đúng không? Kinga hay là kiga nhỉ? Kiga, từ này từ kiga. Kiga. Đây là từ này đây. Kiga. Đây từ này kiga. Sekai tekina shokuryo kiki có nghĩa là cái nguy cơ khủng hoảng về lương thực mang tính quốc tế ấy thì đã được báo cáo với tình hình và thì đang lo lắng về cái tình hình như là thiếu về ngũ cốc, thiếu về lương thực. Sekai tekina shokuryo kiki kokumotsu thì nó là ngũ cốc này, ngũ cốc lương thực này. Kokumotsu no fusoku nado ga shimpai sarete iru. Đang lo lắng về cái tình trình, đang lo lắng về cái tình trạng như là thiếu về ngũ cốc trước cái khủng hoảng về thực phẩm mang tính quốc tế, khủng hoảng về lương thực mang tính quốc tế. Rồi sang câu 5. Sang câu 5 đây thì nó là kaigai no jishin higaichi. Kaigai no jishin higaichi đấy. Cái này là QN rồi, cái này nó là QN katsudo osuru. Ở đây ấy thì nó QN này nó cứu trợ, còn cái là yose này thì nó là kêu gọi đấy, là cái là kêu gọi rồi nó là yêu cầu đấy. Đòi hỏi, kêu gọi, yêu cầu, đòi hỏi. Thì cái này mình sẽ dịch ở đây ấy là tiến hành các cái hoạt động cứu trợ ở những cái vùng mà bị cái thảm họa về động đất ở nước ngoài ấy,
vùng mà bị thảm họa động đất ở nước ngoài. Câu này có đúng là đáp án A không ta? Bởi vì nếu như mà câu B thì nó vẫn có thể là câu 5 mà. Câu 5 là đáp án A đúng rồi, nó là đáp án A đấy. Đáp án A. Rồi sang câu 6 nè. Câu 6 đây thì nó là Shukyo. Cái này Shukyo là tôn giáo này. Còn cái là Bengo. Bengo này thì nó là cái biện hộ bào chữa này. Có cái từ yo này, Dijukara đây thì chắc chắn nó là đáp án A rồi. Shukyo yo no Dijukara kuko de no kensa o kyohi shita hito ga iru. Có nghĩa là lấy từ cái lý do ấy là tôn giáo, lấy cái lý do là tôn giáo, từ cái lý do tôn giáo cho nên ấy, đã có người mà đã từ chối cái việc kiểm tra như tại sân bay. Có người là từ chối cái việc kiểm tra tại sân bay. Shukyo yo no Dijukara kuko de no kensa o kyohi shita hito ga iru. Còn một phần nữa là xong rồi. Đó là Kaigo Fukushishi rồi. Thì từ này đây nó sẽ gọi là từ hộ. Đây là đáp án F. Đây nó là đáp án F ở đây. Còn cái là Shizen Hogo. Shizen Hogo Hogo đăng tai đây. Shizen Hogo đăng tai đây thì cái này cũng là đáp án F rồi. Đây cũng là đáp án F. Shizen Hogo đây là cái là bảo vệ tự nhiên đây. Thì cái đoàn thể, cơ quan đoàn thể bảo vệ tự nhiên này. Còn cái này là lên, đây là lên bô, lên phô chứ không phải lên phô. Lên phô xê phự tức là chính phủ liên bang. Lên phô xê phự. Lên phô là chữ bang, văn g. Lên phô là văn g. Lên phô xê phự. Còn cái này là dai gai. Dai gai hô dinh. Dai gai hô dinh cũng là đáp án g. Tức là cái người trong nước mà đang ở nước ngoài. Người có quốc tịch trong nước mà đang ở nước ngoài. Còn cái này là kinkyu se sắc cự, tức là chính sách về tiền tệ. Này kinkyu se sắc cự là chính sách đáp án B. Còn cái này là dakyo, từ này thì mình học từ lâu rồi này. Dakyo là thỏa hiệp đấy. Dakyo sắc cự là chính sách thỏa hiệp để thỏa thuận này, cũng là đáp án B. Dakyo sắc cự là chính sách thỏa thuận thỏa hiệp đấy. Còn cái góc cực sai phân xô này, góc cực sai phân xô này là phân tranh đáp án A. Góc cực sai phân xô này là phân tranh đáp án A. Jiron ga funkyu suru tức là cái cuộc tranh luận bị hỗn loạn. Jiron ga funkyu suru tức là cuộc tranh luận nó đã bị hỗn loạn lộn xộn. Jiron ga funkyu suru tức là cuộc hỗn loạn lộn xộn. Thì cái này cũng là đáp án A. Rồi. Như vậy là chúng ta đã kết thúc được cái bài thứ 2 của tuần thứ 8 tại đây. Thì đọc xong cái bài này là cảm giác cái miệng rất là mệt, méo hết cả miệng này. Thì cảm ơn các bạn đã cố gắng cùng mình trong cái bài ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong cái bài tiếp theo.